Hero quýnh với lại coi Zombie Man mẹ. Một bên là có Phượng chạy, tôi nghĩ kiều này là con chạy nó sẽ thắng chứ. Chắc chạy chạy một rồi. Rồi đủ xong ra đẩy một đường nằm luôn à. Rồi rồi thôi 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 gãy rồi gãy rồi. Gãy rồi. Đây 12 con bé nó không hấp thụ được sát thương là gãy rồi, gãy 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 gãy. Con chạy một nữa là gãy luôn. Trời trời má biết mày gặp tăng tớp thì thôi chết rồi, gãy gãy gãy. Ôi rồi biết mày gặp tăng tớp thì thôi chứ chết chết. Tăng tớp nó bỏ qua bếp mà thì tôi kêu ủa hết hồn hai con bếp mà tại sao con Sam chém vô máu rồi con dơm lại rồi tăng tớp nó nội tại nó bỏ qua mày coi zombie man đéo có con nào tạo lá chắn đéo có năng lượng luôn à rồi xong chạy đánh thường cho ông má nhìn nó dơ. Chọn bắn con samurai không không bị trọng thương luôn kìa, con đồng đế kháng trọng thương luôn à. Mày ông này con zombie man bắn vô người con samurai yếu được trọng thương luôn tại vì có hiệu ứng kháng của con đồng đế. Ông này mất nộ luôn, ông này quýnh con như chấp nộ chấp co luôn á mày, ảo gì chứ. Hồi sinh mày, hồi sinh lên bao nhiêu con samurai nó chém chết bấy nhiêu à. Ông này chơi con chó làm gì ta? À, chạy nè. Chạy hai mà, chạy hai luôn nè. Con chạy này con chạy hai mà tại sao thua ta? Ông trận này ao co quá, ao co này ao tướng quá. Nếu mà bên này biết cái con nào lá trắng con chày nó gánh được. Kiều này con chày mà cho con chày nó đam mà con chày nó vẫn gánh được á chứ. Kiều này cho chày đam mà chày vẫn gánh được nhưng mà bên kia không không có đủ năng lượng như con chày nó đam, con chày bị mất một lượt đam mà con chày này chày hai mà. Phải còn nguyên hai con bé trên sân luôn à. Thấy không, con chày nó vẫn gan, con chày nó vẫn gánh được mà. Rồi con chày nó mạnh vãi cứt luôn á mấy ông. Mày không, con chày nó, con chày nó quấn gần chết luôn kìa mấy ông, kêu chày yếu đi. Mày kêu này là do ông nội bên này biết tướng tào lao không không tạo lá chắn, không có đủ năng lượng cho con chó đam á, nó bị phí mất một lần đam nên con chày nó bị hụt. Con chày nó bị hụt một lần đam á cho nên là không có sốc nó chết được đó, không bắn đâu hồi năng lượng đâu. Bị phế năng lượng mất tiêu rồi. Ở samurai chiếm chết con trời. À, biết hấp thụ đam nè. Trời yếu. Ông nghĩ sao con trời vừa mới sấy chết năng tốp xong mấy ông kêu yếu. Vậy. Con trời vừa mới sấy chết năng tốp xong luôn á. Chết tăng tớp rồi, chết tăng tớp thì con biết nó vẫn hấp thụ sát thương mà. Không, không đủ năng lượng, con chạy cái đánh thường mà. Mày phế vật mày. Mày nhìn con chạy mà không xài skill được thì thôi chứ. Con chạy không có xài skill được. Đâu đủ năng lượng đâu. Coi Zombie Man nó đâu có hồi năng lượng như Coi Hero được, Coi Hero lúc nào nó cũng hồi sáu năng lượng mà, thấy không? Con chạy mà có đủ năng lượng là chết con Zombie Man rồi đó, lại hụt năng lượng. Rồi con chạy đánh thường. Con zombie con samurai đó lại hồi lại máu. Thấy không? Đâu đâu có đủ năng lượng để kết thúc con chày đâu. Game này là do game này là không có năng lượng. Ông bên kia đi coi zombie men nó không có năng lượng. Hồi tiếc ghê luôn mày, trận này mà con chày nó gánh tem này mày lại hay quá.